Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của xe Kia Rondo 2015. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty tại Hàn Quốc. Mã sản phẩm của nó thì sẽ là 97140A 4000. À đây anh em cùng nhìn này. Rondo thì nó có một cái kiểu cách. Nói chung cái dòng Hàn Quốc thì đa phần dàn lạnh nó sẽ ra như này, nhưng Kia Rondo thì cái đầu co của nó sẽ ra thân phía ngoài và thân nó sẽ hơi to. Anh em nhìn này, cái dàn này của nó rất là sắc nét luôn, đã được kiểm tra rất là kỹ càng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Cái dòng sản phẩm này được làm nguyên vật liệu chính là 100% nguyên vật liệu hợp kim nhôm cao cấp anh em nhé. Đó. Đây là cái điểm để chúng ta bắt van tiết lưu này. Đó. À, thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn lạnh của Kia Rondo 2015. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.